Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Haiti, Ngoại trưởng Mỹ Blinken tiết lộ hai bên vẫn còn bất đồng về cách thức trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine. Cụ thể, tại buổi họp báo ngày 5 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định cả Israel và lực lượng Hamas ở Palestine đều cần sớm nhất trí về các vấn đề còn tồn đọng để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Phát biểu họp báo khi đang có chuyến thăm Haiti, Ngoại trưởng Blinken cho biết, dựa trên những thông tin mà ông nhận được, khoảng 90% thỏa thuận đã được thống nhất. Song song với đó, vẫn còn một số vấn đề quan trọng cần giải quyết, trong đó có hành lang Philadelphia, khu vực nằm ở rìa phía nam của dải Gaza, giáp biên giới với Ai Cập. Đặc biệt, hai bên vẫn chưa thống nhất được với nhau về cách thức trao đổi con tin. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trách nhiệm của cả hai bên trong việc hoàn tất các vấn đề còn lại, đồng thời cảnh báo rằng sự trì hoãn có thể dẫn đến những diễn biến không mong muốn, làm ảnh hưởng đến quá trình đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết trong những ngày tới, Mỹ sẽ tiếp tục đề xuất thêm những ý tưởng thông qua các bên trung gian là Ai Cập và Qatar, với hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được. Ngoại trưởng Blinken cũng không loại trừ khả năng Israel và Hamas đạt được thỏa thuận trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày khẳng định nước này chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục gây áp lực lên lực lượng Hồi giáo ở Palestine này. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, ông Netanyahu đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Khi được hỏi về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Thủ tướng Israel thẳng thắn đáp, thật không may là chưa. Trước đó một ngày, ông Netanyahu đã nêu rõ lập trường về điều kiện đạt được ngừng bắn lâu dài tại Gaza. Theo đó, các bên liên quan phải đảm bảo hành lang Philadelphia không trở thành con đường tiếp tế cho Hamas. Trước các diễn biến trên, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abu Ghaid cùng ngày cho rằng Thủ tướng Israel Netanyahu đang cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Ai Cập, Tổng thư ký AL bác bỏ cáo buộc của ông Netanyahu về việc Ai Cập không ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào Gaza, đồng thời cảnh báo các hành động gần đây của Israel có thể làm suy yếu vai trò quan trọng của Ai Cập trong khu vực. Các quốc gia Ả Rập ủng hộ lập trường của Cairo, phản đối sự hiện diện của lực lượng Israel tại hành lang Philadelphia. Tổng thư ký AL kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel đồng ý ngừng bắn, nhấn mạnh sự cần thiết ngăn chặn leo thang xung đột trong khu vực. Trong khi đó, Hamas cũng khẳng định rằng cần phải gây sức ép để Israel chấp nhận đề xuất về thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đưa ra mà phong trào này đã nhất trí vào hồi tháng 7. Hành lang Philadelphia, hay còn gọi là trục Salah al-Din, được xác định là một phần quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine. Ai Cập đã tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia và yêu cầu trở lại nguyên trạng như trước thời điểm bùng phát xung đột ở Gaza hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cân nhắc việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Israel ở khu vực này. Trước đó, ngày 3 tháng 9, Mỹ đã tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc rút hoàn toàn lực lượng Israel khỏi hành lang Philadelphia. Điều này cho thấy Mỹ và Israel đang có sự khác biệt về lập trường trong vấn đề này. Mới đây, Ai Cập vừa cho biết Mỹ sắp đưa ra một đề xuất mới về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin cho Israel và lực lượng Hamas của Palestine. Theo một số quan chức Mỹ, đề xuất mới nhằm giải quyết hai vướng mắc chính giữa các bên hiện nay, đó là yêu cầu của Israel về việc duy trì lực lượng ở hành lang Philadelphia, vùng đệm ở phía nam Gaza, giáp biên giới với Ai Cập, và những cá nhân cụ thể sẽ được đưa vào cuộc trao đổi con tin, bị Hamas bắt giữ và tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở Israel. Đề xuất có thể sẽ được đưa ra vào tuần tới hoặc sớm hơn. Các nguồn tin Ai Cập cho biết Mỹ đang chuyển từ cách tiếp cận mang tính tham vấn hơn sang cố gắng áp đặt kế hoạch ngừng bắn cho các bên. Phản hồi về nguồn tin có đề xuất ngừng bắn mới, lực lượng Hamas của Palestine ngày 5 tháng 9 tuyên bố họ không cần đề xuất mới nào, tiếp tục yêu cầu các nhà hòa giải trở lại đề xuất của Mỹ, mà lực lượng này đã đồng ý hôm 2 tháng 7 vừa qua. Hamas cũng cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách cản trở việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục các hành động chống lại người Palestine. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang dần mất kiên nhẫn với các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra ở Gaza. Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas đã kéo dài mà không đạt được kết quả rõ ràng, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. Samuel Zboga, đại sứ tại Liên Hợp Quốc của Slovenia, nước chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, vào tháng 9, ngày 3 tháng 9, tuyên bố Hội đồng Bảo an đang ngày càng bất an về tiến trình đàm phán. Quá trình này hoặc phải dẫn đến lệnh ngừng bắn, hoặc hội đồng buộc phải xem xét cần làm gì đó để giao tranh chấm dứt.
Ông nhấn mạnh những cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas cần đạt được kết quả trong tháng 9, hoặc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải có hành động mới. Không phải Hội đồng Bảo an muốn kịch bản can thiệp diễn ra, nhưng sự kiên nhẫn đã gần cạn, đại sứ Zboga nhấn mạnh. Hamas bất ngờ tấn công Israel vào đầu tháng 10 năm 2023 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, trong đó có hơn 40 công dân Mỹ. Israel sau đó mở chiến dịch quân sự trả đũa ở Gaza. Giao tranh trong gần 11 tháng qua đã làm hơn 40.800 người tại đây thiệt mạng và hơn 94.000 người bị thương. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 6 thông qua nghị quyết 2735 ủng hộ kế hoạch ngừng bắn 3 giai đoạn ở Gaza do Mỹ đề xuất. Tuy nhiên, sau 3 tháng, đàm phán Israel-Hamas qua các bên trung gian là Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn chìm trong bế tắc. Khi được hỏi có thể hành động thế nào nếu nghị quyết 2735 vẫn không được thực thi, đại sứ Zboga nói Hội đồng Bảo an còn nhiều công cụ để phản ứng. Một trong những phương án trước mắt có thể là từ bỏ nghị quyết 2735 vì chúng ta đã chờ thực thi nó suốt 3 tháng qua. Hội đồng Bảo an dự kiến mở phiên tranh luận vào ngày 25 tháng 9, tập trung vào 3 cuộc xung đột mà tổ chức này không thể can thiệp mạnh mẽ những năm qua là giải Gaza, Ukraine và Sudan. Ông kêu gọi các thành viên đưa ra sáng kiến để Hội đồng Bảo an hành động tốt hơn, đồng thời bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu đoàn kết giữa 5 ủy viên thường trực gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ đang khiến tổ chức này không thể hành động quyết liệt hơn. Slovenia chủ trương tổ chức nhiều cuộc họp ở Hội đồng Bảo an trong tháng 9 về tình hình ở dải Gaza và bờ Tây. Ông khuyến khích các thành viên đưa ra tuyên bố mang tính gợi mở về tái thiết cũng như vai trò của Liên Hợp Quốc trong tái khởi động đối thoại chính trị về giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Đại sứ Zboga nhấn mạnh các bên cần sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza để chấm dứt đau khổ với dân thường. Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 3 tháng 9 nhận định Israel và Hamas đã cho thấy hai phe có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Điển hình là thỏa thuận ngừng giao tranh trong 3 ngày vào cuối tháng 8 để 640.000 trẻ em Palestine ở dải Gaza tiêm phòng bại liệt. Stephane Dujarric, người phát ngôn cho ông Guterres nhấn mạnh, nếu các bên có thể cùng hành động để bảo vệ trẻ em khỏi virus, chắc chắn họ có thể và buộc phải bảo vệ trẻ em cùng tất cả người vô tội khỏi nỗi đau chiến tranh. Ả Rập Xê Út, Qatar, Palestine và Jordani đã cáo buộc Thủ tướng Israel Netanyahu tìm cách đánh lạc hướng dư luận và cản trở những nỗ lực hòa giải chung nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ngày 3 tháng 9, Ả Rập Xê Út, Qatar, Palestine và Jordani đã bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Ai Cập và kiên quyết phản đối các tuyên bố gần đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến tình hình an ninh dọc biên giới giữa Ai Cập và Gaza. Trong các tuyên bố chính thức, 4 quốc gia Ả Rập trên đã cáo buộc Thủ tướng Netanyahu tìm cách đánh lạc hướng dư luận và cản trở những nỗ lực hòa giải chung nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Hôm 2 tháng 9, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Hamas có được nguồn vũ khí thông qua biên giới Ai Cập-Gaza, song không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Nhà lãnh đạo Israel cũng lý giải về sự hiện diện của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia, khi cho rằng hành lang này đóng vai trò là tuyến đường cung cấp vũ khí cho Hamas. Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Palestine nhấn mạnh biên giới Palestine-Ai Cập là biên giới có chủ quyền, đồng thời phản đối sự hiện diện của bất kỳ lực lượng Israel nào tại hành lang Philadelphia hoặc cửa khẩu biên giới Rafah phía Gaza. Palestine cũng đánh giá cao các nỗ lực chung của Ai Cập, Qatar và Jordani nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng nhấn mạnh các hành động của Israel là nhằm biện minh cho những vi phạm liên tục của nước này đối với luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ mà người dân tại Gaza đang phải hứng chịu. Ả Rập Xê Út kêu gọi các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm cho phép người Palestine thành lập một nhà nước độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967. Với Đông Jerusalem là thủ đô. Bộ Ngoại giao Qatar cùng ngày tuyên bố cách tiếp cận của Israel sẽ phá vỡ các nỗ lực hòa bình và làm gia tăng bạo lực trong khu vực. Qatar kêu gọi tăng cường các nỗ lực khu vực và quốc tế để buộc Israel chấm dứt các hành động quân sự tại Gaza và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc ở dải đất ven địa Trung Hải này. Bộ Ngoại giao Jordani cũng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ với Ai Cập, đồng thời bác bỏ các cáo buộc vô căn cứ của ông Netanyahu về hành lang Philadelphia. Jordani mô tả các cáo buộc do các quan chức Israel đưa ra làm leo thang thêm tình hình vốn đã căng thẳng trong khu vực. Trước đó cùng ngày, Ai Cập đã phản đối mạnh mẽ các tuyên bố của Thủ tướng Israel, coi đây là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận và cản trở các nỗ lực hòa giải đang được Ai Cập, Qatar và Mỹ thúc đẩy. Ai Cập đã nhiều lần tuyên bố nước này phản đối bất kỳ sự hiện diện của Israel tại hành lang Philadelphia trên biên giới Gaza, Ai Cập và khu vực cửa khẩu Rafah phía Palestine. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Cuộc xung đột đã khiến hơn 130.000 người Palestine thiệt mạng và bị thương, trong đó chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, phá hủy hầu hết các cơ sở hạ tầng ở Gaza và khiến phần lớn người dân ở đây phải di rời.
Ngày 3 tháng 9, chính quyền Mỹ kêu gọi các bên liên quan khẩn trương và linh hoạt để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza sau khi 6 con tin thiệt mạng gần đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nhấn mạnh vẫn còn hàng chục con tin ở Gaza vẫn đang chờ một thỏa thuận đưa họ trở về nhà. Đã đến lúc hoàn tất thỏa thuận đó, người dân Israel không thể chờ đợi thêm nữa. Người dân Palestine, những người cũng đang phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến này, không thể chờ đợi thêm nữa. Thế giới không thể chờ đợi thêm nữa. Một điểm then chốt gây tranh cãi là việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quân đội Israel vẫn phải ở biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Ông Miller cho biết trong những ngày tới, Mỹ sẽ làm việc với các bên trung gian là Ai Cập và Qatar để thúc đẩy thỏa thuận cuối cùng, đồng thời phản đối sự hiện diện lâu dài của lực lượng phòng vệ Israel tại Gaza. Ông nhấn mạnh, việc hoàn tất thỏa thuận sẽ đòi hỏi cả hai bên phải thể hiện sự linh hoạt, cả hai bên sẽ phải tìm lý do để đồng ý thay vì lý do để từ chối. Áp lực đang gia tăng đối với Israel khi chính phủ Anh hôm 2 tháng 9 tuyên bố sẽ dừng một số hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Israel do nguy cơ rõ ràng vũ khí của Anh có thể được sử dụng để vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Ông Miller cho biết Anh đã thông báo cho Mỹ, một đồng minh thân cận của cả hai nước, trước khi đưa ra quyết định. Israel và Hamas vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và trao trả con tin, bất chấp các nỗ lực hòa giải giữa các bên trung gian. Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang gấp rút chuẩn bị một đề xuất ngừng bắn cuối cùng ở Gaza để nhanh chóng kết thúc xung đột gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại vùng đất của Palestine này. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas tiếp tục diễn biến phức tạp khi quân đội Israel mới đây phát hiện 6 thi thể con tin trong một đường hầm ở Gaza cuối tuần trước. Điều này được cho là sẽ tiếp tục phủ bóng đen lên tiến trình đàm phán, đồng thời gây sức ép lớn đối với chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong việc phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận giải cứu các con tin. Hiện cả Hamas và Israel đều đổ lỗi cho nhau về cái chết của 6 con tin ở Gaza. Trong thông tin được đăng tải trên mạng xã hội X, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ bàng hoàng trước vụ 6 con tin bị sát hại, đồng thời cho biết Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập, khách quan và minh bạch để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Chính quyền Algeria kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình hiện nay liên quan đến các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel ở dải Gaza và bờ Tây. Algeria là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, do đó nước này rất quan tâm đến tình hình ở khu vực xung đột Palestine-Israel. Vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố việc rút quân khỏi hành lang Philadelphia ở biên giới giữa miền Nam Gaza và Ai Cập là một ranh giới đỏ. Cụ thể trong buổi họp báo, ông Netanyahu một lần nữa khẳng định Israel sẽ không rút quân khỏi hành lang trên cho đến khi có sự đảm bảo rằng khu vực này không bao giờ có thể được sử dụng làm đường tiếp tế cho phong trào Hồi giáo Hamas. Nhà lãnh đạo cáo buộc hành lang Philadelphia đang được sử dụng để đưa vũ khí vào Gaza. Ngày 5 tháng 9 theo giờ địa phương, hãng tin Reuters dẫn một tuyên bố của phong trào Hamas cho rằng tuyên bố trên là minh chứng cho việc Thủ tướng Israel tìm cách ngăn cản thỏa thuận ngừng bắn mà các bên đang nỗ lực hướng đến. Tuyên bố của Hamas cũng cảnh báo quốc tế không nên rơi vào bẫy của Israel. Hamas đã chấp nhận đề xuất do Mỹ đưa ra ngày 2 tháng 7 và khẳng định không cần đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza mà cần gây áp lực để Israel đồng ý về kế hoạch trước đó của Mỹ. Dự kiến, Washington sẽ đưa ra đề xuất ngừng bắn mới nhằm phá vỡ thế bế tắc tại dải Gaza. Hành lang Philadelphia hay còn gọi là trục Salah al-Din là một phần quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Israel và phong trào Hamas. Ai Cập đã tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Israel tại hành lang này và yêu cầu trở lại nguyên trạng trước khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Ngày 3 tháng 9 vừa qua, Mỹ là đồng minh thân cận của Israel tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc rút hoàn toàn lực lượng Israel khỏi hành lang Philadelphia. Điều này cho thấy hai nước đang có sự khác biệt về lập trường. Theo báo The National News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, các quốc gia Ả Rập trong khu vực bao gồm UAE, Ả Rập Xê Út, Qatar và Oman đã chỉ trích lập trường trên của ông Netanyahu và bày tỏ sự đoàn kết với Ai Cập. Bộ Ngoại giao UAE lên án mạnh mẽ những tuyên bố mang tính xúc phạm của Israel liên quan hành lang Philadelphia, đồng thời yêu cầu nước này hạ nhiệt, tránh làm gia tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực. Bộ Ngoại giao Oman cũng bày tỏ sự đoàn kết với Ai Cập về hành lang Philadelphia và kịch liệt lên án các tuyên bố của Israel liên quan đến khu vực này ở Gaza. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cảnh báo việc Israel kiên quyết nắm quyền kiểm soát hành lang Philadelphia và đưa ra các tuyên bố khiêu khích có thể làm chệch hướng các nỗ lực hòa giải nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Cũng trong buổi họp báo cùng ngày 4 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã đề cập tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel cho biết thêm
Hamas bác mọi thứ về đề xuất ngừng bắn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói, lực lượng Hamas từ chối tất cả điều khoản trong đề xuất ngừng bắn tại giải Gaza, khiến đàm phán bế tắc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 9, đề cập tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Hamas bác bỏ mọi thứ. Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi vì tôi muốn các con tin được thả. Thủ tướng Israel cũng tái khẳng định quan điểm của mình về việc duy trì lực lượng quân sự ở hành lang Philadelphia dọc biên giới Gaza Ai Cập, cho rằng việc Tel Aviv từ bỏ kiểm soát khu vực trên sẽ tạo điều kiện để Hamas vận chuyển vũ khí vào Gaza, cũng như đưa các con tin và thành viên của nhóm ra ngoài. Thủ tướng Netanyahu cho hay, bạn cần thứ gì đó để siết chặt, ngăn chặn và gây áp lực buộc họ phải trả tự do cho những con tin còn lại, và hành lang Philadelphia là điều này. Ông hôm 2 tháng 9 cũng tuyên bố sẽ không khuất phục trước sức ép về vấn đề liên quan hành lang Philadelphia. Israel rút toàn bộ quân khỏi hành lang Philadelphia là điều kiện mà Hamas đưa ra trong các cuộc đàm phán đang bị trì trệ do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian. Nhóm này chưa đưa ra bình luận về phát biểu mới của ông Netanyahu. Tuyên bố của Thủ tướng Israel làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng đạt đột phá trong các cuộc hòa đàm, một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các bên đã đến lúc đạt thỏa thuận ngừng bắn. Matthew Miller, phát ngôn viên cơ quan này hôm 4 tháng 9 cho biết, Washington công nhận nhu cầu thực tế của Israel về việc đảm bảo không xảy ra tình trạng đưa người, hàng hóa, vũ khí trái phép qua hành lang Philadelphia. Song Mỹ cho rằng có biện pháp để giải quyết vấn đề này. Ông Miller cho biết, sự linh hoạt của chính phủ Israel và việc Hamas tìm được cách để chấp thuận là các điều kiện để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ linh hoạt khi có thể và kiên quyết khi cần thiết. Ông cũng nhấn mạnh rằng, hành lang Philadelphia không phải là vấn đề duy nhất khiến đàm phán rơi vào bế tắc. Một chủ đề khác mà các bên chưa tìm được tiếng nói chung là liệu sẽ có bao nhiêu tù nhân Palestine được thả để đổi lấy các con tin ở Gaza. Israel có quyền phủ quyết việc trả tự do cho một số tù nhân cụ thể hay không và các tù nhân sẽ được đưa tới đâu. Thủ tướng Israel chia sẻ, toàn bộ vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với sức ép lớn từ dư luận trong nước và quốc tế về việc nhanh chóng đạt thỏa thuận ngừng bắn để những người bị giam ở Gaza về nhà, sau khi giới chức hôm 1 tháng 9 thông báo tìm thấy 6 thi thể con tin tại một đường hầm ở dải đất. Những người chỉ trích ông Netanyahu đổ lỗi cho Thủ tướng Israel về cái chết của các con tin, cho rằng ông đã từ chối đưa ra những nhượng bộ cần thiết để có thể đạt thỏa thuận ngừng bắn. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Israel nhằm gây sức ép cho chính phủ của ông Netanyahu về vấn đề trên. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này cũng cho rằng Thủ tướng Netanyahu chưa nỗ lực hết sức để giải cứu các con tin. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang dần mất kiên nhẫn với các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra ở Gaza. Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas đã kéo dài mà không đạt được kết quả rõ ràng, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. Samuel Zboga, đại sứ tại Liên Hợp Quốc của Slovenia, nước chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, vào tháng 9, ngày 3 tháng 9 tuyên bố Hội đồng Bảo an đang ngày càng bất an về tiến trình đàm phán. Quá trình này hoặc phải dẫn đến lệnh ngừng bắn, hoặc hội đồng buộc phải xem xét cần làm gì đó để giao tranh chấm dứt. Ông nhấn mạnh những cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas cần đạt được kết quả trong tháng 9, hoặc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải có hành động mới. Không phải Hội đồng Bảo an muốn kịch bản can thiệp diễn ra, nhưng sự kiên nhẫn đã gần cạn, đại sứ Zboga nhấn mạnh. Hamas bất ngờ tấn công Israel vào đầu tháng 10 năm 2023 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, trong đó có hơn 40 công dân Mỹ. Israel sau đó mở chiến dịch quân sự trả đũa ở Gaza. Giao tranh trong gần 11 tháng qua đã làm hơn 40.800 người tại đây thiệt mạng và hơn 94.000 người bị thương. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 6 thông qua nghị quyết 2735 ủng hộ kế hoạch ngừng bắn 3 giai đoạn ở Gaza do Mỹ đề xuất. Tuy nhiên, sau 3 tháng, đàm phán Israel-Hamas qua các bên trung gian là Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn chìm trong bế tắc. Khi được hỏi có thể hành động thế nào nếu nghị quyết 2735 vẫn không được thực thi, đại sứ Zboga nói Hội đồng Bảo an còn nhiều công cụ để phản ứng. Một trong những phương án trước mắt có thể là từ bỏ nghị quyết 2735 vì chúng ta đã chờ thực thi nó suốt 3 tháng qua. Hội đồng Bảo an dự kiến mở phiên tranh luận vào ngày 25 tháng 9, tập trung vào 3 cuộc xung đột mà tổ chức này không thể can thiệp mạnh mẽ những năm qua là giải Gaza, Ukraine và Sudan.
Ông kêu gọi các thành viên đưa ra sáng kiến để Hội đồng Bảo an hành động tốt hơn, đồng thời bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu đoàn kết giữa 5 ủy viên thường trực gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ đang khiến tổ chức này không thể hành động quyết liệt hơn. Slovenia chủ trương tổ chức nhiều cuộc họp ở Hội đồng Bảo an trong tháng 9 về tình hình ở giải Gaza và bờ Tây. Ông khuyến khích các thành viên đưa ra tuyên bố mang tính gợi mở về tái thiết cũng như vai trò của Liên Hợp Quốc trong tái khởi động đối thoại chính trị về giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Đại sứ Zaboga nhấn mạnh các bên cần sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza để chấm dứt đau khổ với dân thường. Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 3 tháng 9 nhận định Israel và Hamas đã cho thấy hai phe có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Điển hình là thỏa thuận ngừng giao tranh trong 3 ngày vào cuối tháng 8 để 640.000 trẻ em Palestine ở giải Gaza tiêm phòng bại liệt. Stephane Dujarric, người phát ngôn cho ông Guterres nhấn mạnh, nếu các bên có thể cùng hành động để bảo vệ trẻ em khỏi virus, chắc chắn họ có thể và buộc phải bảo vệ trẻ em cùng tất cả người vô tội khỏi nỗi đau chiến tranh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.